Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp phải làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi, chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại nắn mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong một lần con lướt trang mạng xã hội, có người chia sẻ với con danh sách các quán cơm từ thiện hay bác ái ở Sài Gòn. Họ liệt kê một danh sách rất đầy đủ và chi tiết. Tên quán là gì, địa chỉ ở đâu, ngày giờ phục vụ cơm, rồi họ cũng còn ghi chú quán cơm không đồng 1.000, 2.000, 5.000 cho một phần ăn. Có những quán cơm đã phục vụ cả 5, 7 năm đến chục năm. Người đó mới hỏi con rằng, thưa cha, làm thế nào những quán này có thể duy trì và phục vụ lâu được như vậy? Con mới bảo rằng, ngày nào lòng con người còn khát khao, còn bừng cháy của việc yêu mến và chia sẻ với người khác, thì ngày ấy những quán cơm này còn phục vụ. Còn khi nào lòng con người nguội lạnh, không muốn chia sẻ, không muốn gần ai, không muốn nối kết và hiệp thông với ai, thì ngày đó quán cơm ngừng hoạt động. Và cũng thế, cả ba bài đọc ngày hôm nay đều dẫn chúng ta tới một điều, ấy là tình thương của Thiên Chúa đổ xuống trên con người, và Ngài cũng mời gọi con người sau khi lãnh nhận tình thương và ân huệ của Thiên Chúa ban, họ cũng biết chia sẻ cho người khác. Trong bài đọc 1
được trích từ quyển thứ hai Sách Các Vua. Bối cảnh vào thời ấy, vương quốc Israel bị phân chia làm đôi, 10 chi tộc ở phía Bắc và 1 chi tộc Juda ở phía Nam cùng với đền thờ. Có những con người thuộc các chi tộc ở phía Bắc, họ yêu mến Thiên Chúa, họ tuân giữ lời của Thiên Chúa, tuân giữ luật của Thiên Chúa, trên họ cũng dâng những lễ vật lên Thiên Chúa. Nhưng rồi khi không có đền thờ thì họ đem những lễ vật ấy tới những ngôn sứ ở gần họ. Và những điều chúng ta nghe trong bài đọc 1 ấy là có người mang tới biếu ông Elisa, người của Thiên Chúa, 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bể. Cũng vào thời điểm ấy, trong miền xảy ra nạn đói, tiểu đồng của Elisa muốn phân phát cho những người đói, nhưng người tiểu đồng này lại lăn tăn, bằng đấy thì làm sao có thể phát cho được 100 người đói ăn đây. Trước sự bối rối, lăn tăn, lo âu của người tiểu đồng, cho nên Elisa mới nói, Đức Chúa phán thế này, họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Vâng lệnh ông Elisa, người tiểu đồng đã làm như vậy. Quả thật sau khi họ đã ăn và vẫn còn dư như lời Đức Chúa phán. Thế là chúng ta nhận ra được rằng một chút thôi nhưng khởi tâm từ việc chia sẻ của con người với nhau, Thiên Chúa đã làm cho một chút ấy trở nên đầy đủ và không ai phải lo thiếu, nhưng còn đến nỗi dư thừa. Hình ảnh ấy chúng ta lại được nhìn thấy trong trích đoạn tin mừng. Khi ấy, Đức Giê-xu nhìn đám đông dân chúng, Ngài cũng muốn cho họ ăn một bữa tiệc no nê. Sau khi họ đã ăn lời hằng sống, lời mang được chữa lành, thế nên Ngài mới bảo ông Philippe, hãy cho họ ăn. Nhưng rồi ông Philippe lại nói với Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, ta mua đâu ra bánh cho họ đây? Và tiếp theo ông lại đưa ra giải đáp cho mình, nếu có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. 200 quan tiền tương đương với 200 ngày công. Với một người như vậy, quả là nhiều rồi, không đếm xuể. Nhưng bằng ấy cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Vậy là chúng ta thấy được sự bế tắc của Philippe. Và xa hơn nữa, ấy là có đôi lúc người ta nghĩ tới tiền có thể giải quyết được công việc, nhưng rồi tiền cũng không thể giải quyết được những nhu cầu của con người. Lời chất vấn của Đức Giê-xu cũng lại được ông Andre đưa ra câu trả lời, thưa Thầy, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Nếu dừng lại điểm ấy không, có lẽ chúng ta nghĩ được rằng Andre đã tin tưởng vào Thầy Giê-xu. Một chút ấy Thầy Giê-xu sẽ làm cho thành nhiều. Nhưng không, ông lại nói tiếp, bằng ấy thì thấm vào đâu mỗi người một chút. Cả hai câu trả lời của Philippe và Andre cho chúng ta thấy được rằng họ
lại nhìn vào chính mình để tìm câu trả lời trước vấn nạn Thiên Đức Giêsu đặt ra. Và qua đó cũng cho thấy được rằng họ đi theo Thầy Giêsu, họ chứng kiến những phép lạ Đức Giêsu đã làm, nhưng họ vẫn chưa nhận ra Thầy Giêsu là ai. Thầy Giêsu là Đấng Mêsia được sai đến trong thế gian, người đến để thăm viếng dân người. Và trước những câu trả lời của các môn đệ, Đức Giêsu biết mình phải làm gì. Thế nên Ngài đã nói các ông hãy bảo dân chúng ngồi xuống. Ngài cầm bánh và cá dâng lời tạ ơn, chia sẻ cho mọi người, tất cả được ăn uống no nê và còn dư lại được 12 thúng đầy. Hai câu chuyện trên đưa chúng ta tới lời bài của Thánh Vịnh Đáp Ca: Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban là bao muôn vật, sinh vật muôn vàn thỏa thuê. Thiên Chúa chúc lành, Thiên Chúa lo lắng, Thiên Chúa trao ban cho con người. Ngài luôn quan tâm, chăm sóc tới mọi người, từ thể lý đến tinh thần. Và điều cần thiết giờ đây, ấy là người ta có can đảm để trao ban, chia sẻ những ân huệ mình lãnh nhận với người khác hay không. Thưa cộng đoàn, những gì người tiểu đồng của ông Elisa và hai môn đệ Philippe và Andre đối diện cũng là biết bao nhiêu vấn nạn trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đối diện với những thử thách gian truân, lúc ấy chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Chúng ta tìm cách thoái thác, chối từ, hay chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề trong niềm tin tưởng vào Thiên Chúa như ông Elisa, hay như cậu bé sẵn sàng đưa cho Đức Giêsu một chút nhỏ bé thôi? Ấy là thử thách trong cuộc đời chúng ta. Thử thách ấy luôn theo trong bước hành trình của chúng ta. Và lúc ấy chúng ta có nhớ tới lời kinh mỗi ngày chúng ta đọc hay không? Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc chúng con phải làm. Cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Khi chúng ta đặt niềm tin tưởng và giải quyết tất cả những khó khăn, những lo âu trong cuộc đời với niềm cậy trông vào Thiên Chúa, chắc chắn Thiên Chúa luôn dẫn đường chúng ta đi và đạt tới bến bình an. Và khi có bình an, chúng ta mới có thể trao ban niềm vui, hạnh phúc và bình an ấy cho người khác. Bên cạnh đó, hôm nay chúng ta cũng mừng lễ Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ông bà, những người cao tuổi. Ông bà là bậc đã đến trong thế gian trước chúng ta, đã lãnh nhận hồng ân đức tin và trao ban đức tin ấy. Không những thế, họ còn trao ban cho thế hệ con cháu mình của cải vật chất mà bao nhiêu năm họ đã tích góp. Điều họ mong ước ấy là con cái, con cháu trong nhà, trên thuận dưới hòa. Thế nhưng rồi, trong dòng chảy của xã hội, người ta đối diện với những cơn cám dỗ về tiền tài, vật chất
và danh lợi. Có người nói rằng lương tháng thì quan trọng hơn lương tâm. Người khác lại nói rằng đồng bạc đâm toạc tình thâm. Và quả thế, mối tình thâm sẽ chỉ có thể bền chặt khi không đụng chạm với nhau về lợi ích. Còn đụng chạm với nhau về lợi ích thì chẳng có tình thâm nào cả. Cách đây ít ngày, con nghe câu chuyện như thế này. Có hai chị em chung mua chung một miếng đất, sau đó đi làm sổ đỏ, nhưng rồi cũng là trục trặc. Họ mới thống nhất với nhau rằng cả hai miếng đất ấy đều cho người mẹ đứng tên. Rồi khi xong khi đứng tên, họ cũng lại nói người mẹ rằng bây giờ phần của chúng con ai trả cho người ấy. Người mẹ lại bảo rằng không. Lúc ấy chúng ta nghĩ làm sao? Và hình những câu chuyện như vậy vẫn xảy ra hàng ngày trong cuộc đời này. Và cũng bởi vì một chút danh lợi với nhau, không còn tình nghĩa trong gia đình, làng xóm, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, hàng xóm với nhau, tan đàn sẽ nghe. Và lúc ấy, mời cộng đoàn nghĩ tới lời Chúa ngày hôm nay, Đức Giê-xu đã trao ban cho con người tất cả những gì có thể, trao ban tình thương và mời con người hun đúc tình thương ấy với mọi người. Chắc chắn khi ai bước trong dòng chảy của yêu thương Thầy Giê-xu Chí Thánh, Ngài luôn rộng tay ban ơn chở che phù trợ cho họ. Và cứ đúng bữa Ngài sẽ cho ăn, Ngài chăm sóc họ từ đời này đến đời kia. Ước chi mỗi người chúng ta luôn đốt trong tâm của mình ngọn lửa của yêu thương, của khát khao, của chia sẻ với người khác, mà nhờ đó chúng ta có được bình an đích thực của Thầy Giê-xu Chí Thánh. Và qua đó chúng ta cũng bớt bất xứng hơn khi lãnh nhận Thầy Giê-xu vào trong tâm hồn của chúng ta, để rồi khi chúng ta kết thúc thánh lễ, chúng ta thật sự hân hoan lên đường ra đi loan báo niềm vui cho mọi người và mời gọi họ cùng đến để thờ phượng một Thiên Chúa đích thực và duy nhất trong cuộc đời này, đấng làm cho con người ta được hoan lạc đời này và đời sau. Amen. Kính chào quý cộng đoàn phụng vụ thân mến. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại câu chuyện Chúa Giê-xu hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất. Câu chuyện này rất ấn tượng đến nỗi mà các tác giả của bốn sách tin mừng đều ghi lại sự kiện này. Dường như câu chuyện chúng ta vừa nghe có một người đang chứng kiến sự việc đó và ghi chép một cách rất tỉ mỉ từng sự kiện một, từng tiến trình một trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Trước hết là bối cảnh những người dân, họ nghe lời của Thiên Chúa, họ tin vào Chúa Giê-xu vì thấy những phép lạ Người làm,
họ say mê lời của Ngài đến độ họ quên cả việc ngày giờ, phải trở về nhà của mình. Tin mừng cho chúng ta thấy có một chi tiết, đó là Chúa Giêsu bảo họ cho họ ngồi từng hàng và ngồi trên cỏ. Dấu chỉ này nói về thời tiết của mùa nước Do Thái. Vào đó là thời cuối mùa xuân, cho nên cỏ mọc nhiều và người ta ngồi thành hàng, giống như là mình tưởng tượng như là người ta trồng rau đi, trồng thành luống với nhau. Và chúng ta nhìn thấy một sự thẳng tắp, ngăn nắp, gọn gàng và rất là đẹp. Họ ngồi như thế. Rồi một sự kiện đó là vào chiều trời đã gần tối, có nghĩa là vào thời điểm này, vào khoảng tháng 4 của nước Do Thái thời đó, thì trời mặt trời lặn sẽ vào lúc 6 giờ chiều. Do vậy mà họ giờ này đáng lý họ phải quay về nhà, nhưng không, vì say mê lời của Thiên Chúa cho nên họ vẫn ở lại. Đứng trước cảnh này, Chúa Giêsu thấy điều gì? Chúa Giêsu thấy thương xót họ. Thương xót họ cho nên Chúa Giêsu mới hỏi các môn đệ của mình, làm gì để giúp cho họ đây? Điều Chúa giúp cho họ là gì? Đó là có bánh để ăn. Đáp ứng ngay nhu cầu mà người ta đang cần nhất. Chúa Giêsu đã đáp ứng cho dân chúng, nhưng Chúa Giêsu muốn có sự cộng tác của các môn đệ của mình. Chẳng lẽ Chúa Giêsu không biết các ông sẽ trả lời thế nào sao? Không, chẳng lẽ Chúa Giêsu không biết rằng ở đây làm gì có đủ bánh để cho ngần người đó ăn? Chúa Giêsu biết chứ. Nhưng tại sao Chúa Giêsu vẫn hỏi các môn đệ của mình? Chúa Giêsu muốn cho họ chia sẻ phận thương xót của Chúa Giêsu cho dân chúng. Cho nên Chúa Giêsu đã hỏi ông Philip-pê, và ông Philip-pê đã nói rằng lấy tới 200 đồng bạc, 200 quan tiền cũng không đủ để mua bánh cho ngần ấy người ăn. Ở đây chúng ta sẽ thấy có hai cách đối diện khác nhau. Thứ nhất về cách suy nghĩ, cách suy nghĩ của các môn đệ và cách suy nghĩ của Chúa Giêsu. Một đàn thì thấy mình không cần phải giúp gì cả, vì họ chẳng liên can gì tới mình, cho nên các ông mới nói: Thầy hãy cho họ về đi, ai về nhà nấy đi, làm sao mà có thể cho ăn đủ như thế được, làm gì được. Do đó họ dửng dưng trước những nhu cầu cần thiết nhất của những người đang nghe lời của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu lại bảo họ: chính anh em hãy cho họ ăn. Như vậy lý lẽ của Thiên Chúa và lý lẽ của con người trái ngược nhau. Lý lẽ của con người là gì? Lý lẽ của con người là thiếu sự tín thác vào Thiên Chúa. Còn lý lẽ của Thiên Chúa là gì? Là hãy làm theo những gì Thiên Chúa bảo. Hai lý lẽ đó không gặp nhau. Trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, chúng ta vẫn chứng kiến chuyện này rất nhiều, nhất là trong gia đình của chúng ta. Những gia đình có đông anh chị em, giống như ông bà anh chị em lớn lớn tuổi ở đây sẽ thấy rất rõ. Trong gia đình mình, nếu như có một người em hoặc người anh, người chị gì đó mà họ là những người đang gặp cảnh khổ và họ gặp rất nhiều, cứ đau, cứ tai ương, cứ đập ập đến với họ, thì có những anh chị em thì bảo rằng: thôi giờ giúp nhiêu đó đủ rồi, không giúp nữa. Thôi không giúp nữa, ngưng. Giờ hết khả năng giúp rồi. Nhưng có những anh chị em khác thì lại nói: nó là người anh chị em của ta, ta hãy giúp nó. Hai tư tưởng với một sự kiện. Chúng ta thấy Thiên Chúa và các môn đệ cũng đang trong tư tưởng đó. Cùng một sự kiện là dân đói, nhưng hai tư tưởng khác nhau. Tư tưởng của phàm nhân
tư tưởng của Thiên Chúa, tư tưởng của phàm nhân thì mặc mọi người. Tư tưởng của Thiên Chúa, hãy làm điều Thiên Chúa dạy, là hãy giúp anh chị em của mình, vì họ cũng mang hình ảnh của Thiên Chúa. Tiếp theo, chúng ta sẽ thấy một sự đối nghịch về nguồn lực. Nguồn lực có nghĩa là vật chất, là của cải. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta giàu có, chúng ta có nhiều của cải vật chất, chúng ta có nhiều tài lực thì chúng ta mới có thể cho người khác. Còn khi chúng ta thấy chúng ta không có gì hoặc có rất ít thì chúng ta không thể cho được. Và hôm nay các tông đồ, các ngài đã đưa ra một lý lẽ là 200 đồng bạc với người Do Thái thời đó nó tương đương với 200 đồng tiền của đế quốc Roma. Một ngày công họ đi làm là một đồng tiền, 200 ngày công tương đương với lại hơn 6 tháng. Lấy hơn 6 tháng công sức làm cũng không đủ cho bao nhiêu người đó ăn. Nghĩa là họ đưa ra tất cả những lý lẽ của mình và cả 5 chiếc bánh và 2 con cá nữa, thì tất cả những gì họ có họ cho rằng là vô dụng, chẳng làm được gì. Nhưng đối với Thiên Chúa thì Thiên Chúa lại khác. 2 chiếc bánh, 5 chiếc bánh và 2 con cá này được trao vào tay Chúa Giê-xu. Điều gì đã xảy ra? Phép lạ đã xảy ra. Đó là cho hơn 5.000 người ăn. Những gì nhỏ bé, những gì mà chúng ta tưởng rằng vô dụng, nhưng chúng ta biết trao cho Thiên Chúa, thì những điều đó trở nên những điều phi thường. Thiên Chúa dùng những điều tầm thường để làm nên những điều phi thường, để cho chúng ta vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa, biết phó thác cậy dựa đời mình trong tay của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn chúng ta như thế. Phần của chúng ta có làm như vậy hay không? Hôm nay là ngày mà giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhớ đến ông bà, cha mẹ, những người bậc trưởng bối, những người già, cao niên. Giáo hội hôm nay dành ngày này gọi là ngày của ông bà, cha mẹ, ngày dành cho các bậc cao niên mà Đức Thánh Cha đã đề xướng. Tại sao Đức Thánh Cha lại đưa ra điều đó? Vì ngày này, xã hội ngày hôm nay, người ta sống theo trào lưu thứ nhất là quy về chính mình. Mình là trung tâm của vũ trụ, cho nên người ta sẽ cảm thấy tôi sống một mình cũng tốt. Thứ hai, với văn hóa vứt bỏ mọi sự, vứt bỏ cả mạng sống, với một trào lưu đang bây giờ hiện có, đó là tình trạng an tử. Trợ tử, an tử là những người lớn tuổi, họ được cho rằng là gánh nặng của xã hội. Ví dụ, con lấy ví dụ một số quốc gia như Nhật Bản, như Đức, như Na Uy, như Đan Mạch. Những quốc gia đó bây giờ tình trạng dân số già hóa, có nghĩa là người già thì nhiều, người trẻ thì ít, tỷ lệ sinh rất thấp. Vậy thì họ cần gì? Họ cần được chăm sóc. Do đó, người Việt Nam của chúng ta, những bạn trẻ đi qua học những nghề về sức khỏe, mục đích để làm gì? Được tuyển qua bên đó làm điều dưỡng trong các viện dưỡng lão. Rất nhiều, thưa ông bà, anh chị em. Nhất là nước Nhật hiện tại bây giờ. Như vậy, chính phủ nước đó sẽ nói thế nào? Chắc chắn họ sẽ bảo rằng gánh nặng về mặt kinh tế, gánh nặng về mặt an sinh xã hội. Vậy làm thế nào để giảm bớt? Do đó người già có tâm thức là người già trở thành gánh nặng của xã hội. Ngay cả khi con đi thăm viếng những người già cả, những người ốm đau bệnh tật, các ông bà luôn có tư tưởng: cha ơi, cha cầu nguyện cho con, xin Chúa rước con về sớm đi, để con thấy vậy tội nghiệp cho con cháu con quá, con thấy làm gánh nặng cho nó. Nghe nó đau lòng lắm, thưa ông bà anh chị em.
Những người già như vậy bây giờ họ sống cô đơn một mình, vì con cháu phải tha phương cầu thực, chạy đến những miền đất mới để sinh sống, bỏ lại ông bà cha mẹ ở quê nhà, thui thủi ngày đêm có một mình. Có khi con cái của mình, gia đình chỉ có một đứa con thôi, cưới dâu về, dâu nó thấy nó không vừa lòng cha mẹ, cái hai vợ chồng đòi ra riêng, ở riêng để cha mẹ ở mình vậy đó. Rồi có khi thăm, có khi không. Chúng ta thấy tuổi già của xã hội công nghiệp ngày nay là như vậy. Đức Giáo Hoàng Ngài đã yêu tuổi già, mà Ngài đã từng nói tuổi già là gì đối với tuổi trẻ. Người trẻ nhìn vào người già học được điều gì? Người già chính là lịch sử của người trẻ, là cội nguồn của người trẻ. Nơi người già, người trẻ học được những kinh nghiệm thất bại để mình không bị thất bại, học được những kinh nghiệm của cuộc sống để mình trưởng thành và lớn lên trong cuộc sống. Đối với người già thì người trẻ là gì? Người trẻ là chính là niềm hy vọng, là sự tươi trẻ trong cuộc sống, là sự vươn lên sống có ích và cảm thấy mình được an ủi. Như vậy người già và người trẻ phải được giao thoa với nhau. Ông bà anh chị em hãy để con cháu của mình càng đến gần với cha mẹ, với ông bà bao nhiêu, thì lúc đó con cái của mình sẽ học được những kinh nghiệm từ người già. Họ thấy họ có cội nguồn, họ thấy họ được nâng đỡ bởi người già, ông bà của họ, là nền tảng, là lịch sử của họ, để họ học hỏi, để họ cảm thấy tự hào và để trưởng thành. Ngược lại, người già sẽ cảm thấy được an ủi vì có con cháu quây quần và cảm thấy cuộc sống đầy hy vọng, và Thiên Chúa yêu thương họ vô cùng vì Thiên Chúa đã cho con người được gắn kết với nhau. Vì Thiên Chúa tạo dựng không phải một mình, Thiên Chúa tạo dựng con người với nhau, cho Chúa, cho nhau và sống với nhau. Xin Chúa giúp cho ông bà anh chị em luôn luôn có được một trái tim quả cảm, một trái tim nhạy bén, để chúng ta đáp ứng được những nhu cầu của ông bà cha mẹ của mình trong gia đình, và những anh chị em của mình, những nhu cầu cấp thiết nhất mà họ đang cần nhất. Và chúng ta cũng hãy rất vui mừng, vui vẻ, hoan hỷ để dâng cho Chúa những tài lực của mình, dù là nhỏ nhoi bao nhiêu có thể, hoặc là không có gì đi chăng nữa, chúng ta cũng dâng được chính con người của chúng ta cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy tự hào vì điều đó, vì mỗi khi chúng ta trao vào cho Chúa Giê-xu điều đó, Chúa Giê-xu sẽ biến đổi trở nên những điều phi thường từ những điều mà chúng ta nghĩ là tầm thường nhất. Xin Chúa ở cùng ông bà anh chị em, nâng đỡ và chia sẻ ông bà anh chị em trong đời sống đức tin, đức cậy, đức mến mỗi ngày. Amen. Thưa quý ông bà, anh chị em, nhân loại vẫn đang đói, nhân loại vẫn còn rất nhiều người đang đói khổ chung quanh chúng ta. Trong đó cũng không thiếu những người làm con cái Chúa, cả một đời tin Chúa, đi theo Chúa mà vẫn đói, vẫn khổ. Chứng kiến những hoàn cảnh này thì nhiều người có niềm tin đã khẩn cầu xin Chúa cứu chữa, xin Chúa ra tay. Ngược lại, những anh chị em vô thần đã thốt lên những lời như thế này: tin Chúa làm cái gì? Chúa có ban cơm bánh hàng ngày không? Chúa có ban cho có tiền để thuốc thang khi vợ con ốm đau hay không? Chúa có hiện ra để cho tiền trả nợ hay không? Những câu hỏi đó đụng chạm đến niềm tin, đụng chạm đến một thực tế rằng những người tin theo Chúa vẫn đói, vẫn khổ, vẫn gặp nhiều gian truân vất vả trong cuộc đời này. Chủ đề chính của các bài đọc hôm nay nói với chúng ta, chính Thiên Chúa sẽ nuôi dưỡng và ban cho con người của ăn dư đầy nếu con người biết tín thác vào Chúa. Trong bài đọc 1, chỉ với 20 chiếc bánh lúa mạch và một ít cốm, Thiên Chúa qua tiên tri Elisa
đã nuôi nấng mấy trăm người ăn mà vẫn còn dư dật. Sang đến bài tin mừng, trước sự giới hạn và bất lực của các tông đồ, Chúa Giêsu đã hóa bánh ra nhiều, từ 5 chiếc bánh và 2 con cá để nuôi 5.000 người ăn, không kể đàn bà và con trẻ. Đây là phép lạ của lòng tin. Con người thì bế tắc và không thể, nhưng Thiên Chúa thì có thể. Đối với Ngài, đối với đấng mà như tác giả Thánh Vinh đã nói, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú, lấy gang tay để đo 9 tầng trời, thì những việc còn con đó có đáng là gì? Ngài đã tạo dựng nên muôn loài trong vũ trụ này, vẫn điều khiển để cho vũ trụ hoạt động trong một trật tự nhất định. Tay chỉ lối dặn vầng trăng chuyển vận, tay vẽ đường bảo tinh tú đổi ngôi, thì chuyện chăm sóc và nuôi nấng con người có khó chi? Như vậy, niềm tin vào Thiên Chúa không cho phép chúng ta dừng lại chỉ ở mức độ vật chất, cơm áo gạo tiền hàng ngày, thỏa mãn cái bụng là đủ, nhưng mời gọi chúng ta đi xa hơn, nhìn sâu hơn, hướng đến cái đói khát về phần tinh thần. Vâng, ngày hôm nay Thiên Chúa lúc nào cũng có thể biến ra cơm bánh để lo cho con cái Ngài được no đầy. Nhưng liệu lúc nào Ngài cũng làm như thế có hay không? Có phải là cách tốt nhất cho con người không? Chúng ta thử suy nghĩ thế này. Một đứa con lúc nào cũng được bố mẹ chu cấp cho đầy đủ mà không biết hy sinh, không biết lao động vất vả, chỉ há miệng chờ sung rung, thì liệu những đứa con đó có nên người, có trưởng thành được hay không? Và nếu như một thế giới mà điều gì Thiên Chúa cũng chu cấp cho đầy đủ, con người không phải thiếu thốn điều gì, thì liệu ở đó có còn tình thương, sự quan tâm, sẻ chia giữa người với người nữa hay không? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhân loại vẫn đang trên đường hoàn thiện mình, con người cũng thế. Chỉ có yêu thương, chỉ có sẻ chia, sống quan tâm và hướng về nhau mới làm cho con người ta được lớn lên về mọi mặt. Thiên Chúa, Ngài đã đặt vào mỗi người chúng ta một trái tim thịt mềm, không phải để sống vô cảm, nhưng là để biết cùng chung một nhịp đập, để quan tâm, để chăm sóc, yêu thương cho người khác. Tại một thành phố nọ ở Ấn Độ, có một vị thương gia bận rộn cả một ngày vì công việc áp lực mệt mỏi. Ông vào nhà hàng tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn. Khi những món ăn đã được dọn sẵn trên bàn, bất chợt ông nhìn thấy một cậu bé đang nhìn trộm ông qua cửa kính với ánh mắt thèm thuồng. Hình ảnh ấy như có gì làm nhói tim ông. Ông đưa tay vẫy cậu bé, cậu liền bước vội vào. Theo sau cậu là một bé gái nhỏ. Hai đứa trẻ nhìn chăm chăm vào những đĩa thức ăn còn nóng hổi mà chẳng cần biết người vừa gọi chúng là ai. Vị thương gia bảo chúng cứ tự nhiên mà ăn thỏa thích, không nói không cười. Cả hai ngấu nghiến ăn hết các món ăn trên bàn một cách ngon lành. Vị thương gia im lặng nhìn hai đứa trẻ ăn đắm đuối, và khi chúng rời đi, chúng đã không quên nói lời cảm ơn với ông. Cơn đói trong lòng vị thương gia lúc ấy được xua tan một cách lạ kỳ, kèm theo một cảm giác khó tả
đang lâng lâng trong lòng. Mãi một hồi sau, vị thương gia gọi tiếp các món ăn một lần nữa, rồi từ từ thưởng thức. Đến khi gọi thanh toán, nhìn tờ hóa đơn không ghi số tiền mà chỉ có một hàng chữ: thật đáng tiếc, tiệm chúng tôi không in được hóa đơn thanh toán cho tình người. Xin chúc ngài mãi luôn hạnh phúc. Một giọt nước mắt đã rơi từ vị thương gia. Ông quay nhìn người đàn ông đang đứng tại quầy thu ngân, rồi gật đầu mỉm cười. Ông ta đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ: phần chúng ta hãy là những cánh tay nối dài của Thiên Chúa, chính chúng ta cũng hãy đi và làm như vậy. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, sách Các Vua trong bài đọc 1 kể lại việc tiên tri Elise nhân danh Thiên Chúa làm phép lạ từ 20 chiếc bánh lúa mạch, hóa đen nhiều cho dân chúng được ăn no nê trong những năm đói kém đó. Có một người đem bánh đến đầu mùa đến biếu vị tiên tri này vào thời kỳ đói kém, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vị tiên tri đã không để dành cho mình và các học trò, nhưng ông nghĩ đến đám đông dân chúng đang còn thiếu đói. Ông sai các tiểu đồng đem bánh đó để phân chia cho mọi người. Trong khi các tiểu đồng băn khoăn vì số bánh ít ỏi với so với nhu cầu, nhưng vì tin vào lời Thiên Chúa nói, họ sẽ ăn và còn dư. Quả thật, từ 20 chiếc bánh nhỏ được phân phát cho mọi người, ai cũng được ăn no nê và còn dư như lời Chúa đã phán. Điều này cho thấy rằng phép lạ xảy ra trước hết nhờ tin vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng có thể làm được mọi sự. Nhưng điều không kém phần quan trọng là sự đóng góp, chia sẻ quảng đại của hết mọi người. Thiên Chúa có thể làm mọi sự từ những từ không nên có, nhưng trong việc này Thiên Chúa vẫn muốn để một chỗ cho sự cộng tác của con người. Khi con người quảng đại với anh chị em, cộng tác với Chúa, thì từ những đóng góp nhỏ bé, Chúa sẽ làm nên những phép lạ lớn lao. Cựu ước dọn đường cho tân ước. Phép lạ của tiên tri Elise báo trước phép lạ hóa bánh đen nhiều của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người. Ngài có con tim của Thiên Chúa và thân xác của con người. Với thân xác con người đã nếm trải cái đói trong hoang địa, cái khát bên bờ giếng, cái mệt khiến Ngài ngủ vùi, cái lạnh của những đêm lang thang vất vưởng không chỗ tựa đầu. Và với con tim của Thiên Chúa, Ngài quan tâm con người hết thảy, mang ơn cứu độ kẻ xác lẫn hồn. Chúng ta mua đâu cho được bánh cho họ ăn đây? Đức Giêsu đưa các môn đệ và mỗi người chúng ta đi vào nỗi bận tâm của Ngài. Chúa cần sự công tác của chúng ta, nhưng câu hỏi còn giúp chúng ta nhận ra sự bất lực của mình. Có mua đến 200 bạc bánh hết cả tài sản khả năng của chúng ta cũng không đủ để cho mỗi người một chút. Và khi con người bất lực thì Thiên Chúa đã tỏ rõ quyền năng của Ngài. Với 5 chiếc bánh và 2 con cá bé nhỏ, nhưng tấm lòng thành của em bé là rất lớn. Chúa Giêsu đã nuôi hơn 5.000 người, không kể đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em. Một trái tim chạnh lòng thương khi biết để ý, biết quan tâm đến những người xung quanh. Yêu thương ai thì mình sẽ tìm cách để quan tâm đến người ấy, đến các nhu cầu của họ. Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài không chờ đợi dân chúng chạy đến kêu đói quá, rồi Ngài mới hóa bánh ra nhiều. Nhưng trái tim đầy lòng thương xót của Chúa được, Ngài đã đọc được những ưu tư, những khổ đau, những ước mong của họ. Chúng ta cũng được mời gọi mở lòng ra và quan tâm đến những người xung quanh như thế. Ngày nay, nhờ vào các phương tiện truyền thông, chúng ta biết được các tin tức cách dễ dàng và nhanh chóng. Đó là điều đáng mừng. Tuy nhiên, trong cái mừng lại có cái lo. Ngày nào chúng ta cũng được nghe, được đọc các thông tin,
như thiên tai, dịch bệnh, tai nạn, giết chóc, mất mùa, đói nghèo, rất rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, đau khổ. Nghe riết khiến ta quen, khiến ta coi những khổ đau của con người, của người khác là chuyện thường tình. Từ đó ta dễ trở nên vô cảm, dửng dưng trước những nỗi đau khổ của anh chị em mình. Xin Chúa, từ đó chúng ta xin Chúa cho giữ cho mỗi người chúng ta đừng trở nên như vậy. Nhưng nếu giả sử mà ai có những thái độ, có những cách hành xử, có những lỗi suy nghĩ như thế, thì chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để có thể cảm nhận được nỗi đau của họ, để con tim ta biết đau với họ, biết khóc, biết rung động, biết xót xa, biết nghẹn ngào trước những nỗi khốn khổ mà họ đang phải chịu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy có một trái tim biết chạy lòng thương và một đôi tay biết hành động. Đừng đợi đến ngày mai, nhưng hãy bắt đầu từ ngay hôm nay, từ ngay chính nơi mình đang sống, từ trong chính hoàn cảnh, trong điều kiện cụ thể của mỗi người chúng ta. Amen. Ở đây có một bé trai có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người ăn anh chị em. Có 2 con cá, 5 chiếc bánh, 5.000 người. Chỗ tin mừng khác là không kể phụ nữ và trẻ em. Thấm ở đâu? Đánh nhau chết. Thảo anh chị em và thiếu nhi đói như thế. Ấy vậy mà Chúa vẫn bảo các tông đồ là hãy truyền cho họ ngồi xuống đi. Rồi Ngài cầm lấy chiếc bánh lúa mạch, dâng lời tạ ơn Chúa. Ở trong tin mừng Gioan của chúng ta không nghe thấy có 2 con cá, nhưng những tin mừng khác có thuật lại cái chuyện này. Và Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ để phân phát cho họ ăn, mà tin mừng Gioan ghi lại là còn dư được 12 thung đẩy bánh vụn, có 5 chiếc bánh thôi. Điều ấy tin mừng nói gì thưa anh chị em? Thiên Chúa làm được mọi sự. Thiên Chúa làm được mọi sự, nhưng không, Ngài cần sự cộng tác của mỗi người chúng ta. Chỉ cần sự nỗ lực hết mình của chúng ta cộng tác với ơn Thánh Chúa thì mọi sự sẽ được thành toàn trong Thiên Chúa. Sở dĩ thế giới của chúng ta còn khổ đau, sở dĩ thế giới của chúng ta đói nghèo, sở dĩ cuộc đời của chúng ta còn lầm than là bởi vì chúng ta chưa hoàn toàn tin tưởng nơi Thiên Chúa. Cuộc đời của chúng ta chưa đặt trọn nơi Ngài. Cuộc đời của chúng ta còn chưa tín tác và hết mình công tác với ơn Thánh Chúa. Cho nên phép lạ chưa xảy ra hay không xảy ra là do thiếu sự cộng tác của chúng ta. Thiên Chúa đang đợi chờ chúng ta thưa anh chị em. Ai cũng được Thiên Chúa đổ đầy dư tràn vào trong cõi lòng chúng ta mọi phương tiện để chúng ta cộng tác với Ngài, để cho làm cho chiếc bánh cuộc đời mỗi ngày được no nê cho hết tẩy mọi người, no nê về tinh thần, no nê về vật chất. Mình đừng lười biếng, mình đừng ngồi đây kêu ca, nhưng hãy hết mình cộng tác với ơn Thánh Chúa. Một lời nói tốt để cho gia đình mình vui hơn, cho khu xóm của mình hiệp nhất hơn, cho sứ đạo của mình mỗi ngày đoàn kết hơn. Một sự dấn thân trao ban, một sự cộng tác hết mình, một sự hy sinh quên mình để làm cho gia đình, để làm cho khu xóm, để làm cho sứ đạo mỗi ngày thăng tiến hơn trong tình yêu của Đức Kitô. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta sống ở trên đời, rồi ai cũng sẽ kết thúc hành trình, nhưng sống sao cho đáng sống. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta hãy tận dụng những gì Chúa trao ban, cộng tác với ơn Thánh Chúa để cho mỗi người chúng ta trở nên tấm bánh cuộc đời, bẻ ra trao ban cho anh chị em và giúp cho anh chị em được no đầy ơn phúc nhờ sự hết mình cộng tác của chúng ta với ơn Thánh Chúa. Amen. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến,
Khi tường thuật về câu chuyện Chúa hóa bánh ra nhiều, Tin Mừng nhắc lại Matthew, Marco và Luca có đề cập đến không gian và thời gian. Không gian là nơi hoang vắng, còn thời gian là xế chiều hoặc là ngày sắp tàn. Như vậy, còn đoạn Tin Mừng mà Gioan kể cho chúng ta vừa nghe không đề cập đến không gian và thời gian. Dẫu vậy, chúng ta cũng có thể hiểu rằng có một bữa tiệc đầy tình huynh đệ đã diễn ra vào một buổi chiều tại bãi cỏ xanh cách đây 2000 năm. Vâng, thưa quý ông bà, anh chị em, giờ đây chúng ta cùng nhau phân tích có 3 điểm chi tiết mà Thánh Gioan nói đến, còn trong Tin Mừng nhấp lãm thì không nói đến. Chúng ta sẽ tìm hiểu 3 chi tiết này. Thứ nhất, trong Tin Mừng kể rằng thấy đám đông dân chúng, thì Gioan kể là Chúa Giêsu đã chủ động hỏi Philippe: ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Còn trong nhất lãm thì các tông đồ đã chủ động đề nghị Chúa Giêsu hãy giải tán đám đông để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Vậy thì Gioan về phía chủ động đã nói Chúa Giêsu chủ động chứ không phải là các tông đồ. Điều đó cho thấy rằng cái nhìn của Gioan là do lòng thương xót của Chúa luôn luôn đi bước trước, một tình yêu luôn luôn quan phòng lo lắng cho mỗi chúng ta, cho đám đông dân chúng. Và chi tiết thứ hai chúng ta chia sẻ với nhau ấy là Ngài hỏi vậy để thử ông, chứ người biết mình sắp làm việc rồi. Vậy thì cái chi tiết này Thánh Gioan cũng muốn nhắn gửi cho chúng ta rằng công trình cứu chuộc của Thiên Chúa là do người chủ động, người lên kế hoạch, người sẽ thực hiện công trình này. Và kế đến là chi tiết thứ ba, trong Gioan kể rằng có một em bé, còn nhắc lãm thì không kể đến một em bé. Vậy thì ở đây Thánh Gioan cũng nói đến, gợi lên cho một cái chi tiết là một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Có lẽ đây là phần ăn rất nhỏ nhoi của em để nuôi sống cho em trong ngày hôm đó. Một phần ăn rất nhỏ của một em bé. Thánh Gioan muốn nói với chúng ta rằng Chúa rất cần sự cộng tác của mỗi người chúng ta. Vâng, thưa quý ông bà, anh chị em, Thánh Agustino đã nói với chúng ta rằng để dựng nên con, Chúa không cần hỏi ý kiến con, nhưng để cứu con, Chúa phải hỏi ý kiến con. Thánh Nhân muốn nói với chúng ta là Chúa muốn tôn trọng tự do của mỗi người và Chúa cần sự cộng tác của mỗi người chúng ta, cho dù rất nhỏ nhoi như một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi, nhưng rất cần. Vậy thì kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta tự hỏi với nhau, giờ đây chúng ta, mỗi chúng ta phải làm gì để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa? Chúng ta có gì để mà làm cho bữa tiệc của cuộc đời này tràn đầy niềm vui và tình huynh đệ đây? Vâng, như Chúa Giêsu ngày xưa, Ngài cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, rồi dâng lời tạ ơn, sau đó bẻ ra và trao cho các tông đồ để các tông đồ phân phát cho dân chúng ăn no nê. Vâng, thiết tưởng mỗi người chúng ta cũng hãy bắt chước Chúa Giêsu là hãy cầm bánh đời mình. Mỗi chúng ta là một tấm bánh dâng lên cho Thiên Chúa, hãy ngước mắt lên trời tạ ơn và tri ân cảm tạ vì những ân huệ mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Đó là những ơn riêng để chúng ta phục vụ cộng đoàn, phục vụ tha nhân. Rồi sau đó chúng ta cũng bẻ bánh đời mình ra, nghĩa là hãy trao cho nhau những sự hy sinh, những mất mát, những thiệt thòi dành cho nhau. Như toàn thể trong sứ mạng của ngọn đèn vậy, hãy thắp sáng tông đồ, việc tông đồ của Chúa, và đấy là việc hy sinh. Hãy trao ban và cho đi là bản chất của tình yêu, thưa anh chị em. Không ai trong chúng ta nghèo đến độ mà không có cái để cho. Cho nhau là sự quan tâm, ánh mắt trìu mến, một nụ cười khích lệ, một lời nói động viên, một cái bắt tay, một ánh nhìn vân vân, tất cả đều có thể cho nhau được hết, thưa anh chị em. Không ai tài giỏi đến độ mà không cần đến người khác giúp đỡ.
cũng như không ai vô dụng đến độ mà người khác không cần đến mình. Vâng, Thánh Phêrô đã nói ơn riêng mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta là để xây dựng cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, xin cho mỗi người chúng ta biết đóng góp phần mình vào trong bữa tiệc cuộc đời, hầu mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhau như lòng Chúa mong ước. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của Chúa Nhật thứ 17 thường niên 5B hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ thán phục những điều Đức Giêsu đã thực hiện là tỏ lòng thương xót, hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng, mà chúng ta còn được mời gọi học bài học của sự chia sẻ, bài học của một em bé. Một em bé trở nên gương mẫu cho chúng ta. Thưa cộng đoàn, trước hết chúng ta cùng tán tụng tình thương của Thiên Chúa. Đức Giêsu chính là hình ảnh sống động của Chúa Cha, hiện thân của lòng thương xót. Đấng đã đến trần gian mang lấy thân phận con người để có thể sẻ chia trọn vẹn những gì mà phận người phải mang vác. Khi thấy đám đông dân chúng, người chạy lòng thương họ và người đã ban cho họ lời hằng sống để đáp ứng những nhu cầu mà đám đông cần. Đức Giêsu còn làm dấu lạ, hóa bánh và cá ra nhiều để làm cho họ được no thỏa. Chúng ta biết Đức Giêsu vào trần gian không phải chỉ để làm phép lạ nuôi dân chúng, nhưng lòng thương xót được thể hiện cách cụ thể qua sự quan tâm chăm sóc của Đức Giêsu như mục tử nhân lành nhìn đến từng con chiên, từng những nhu cầu rất cụ thể đời thường của họ. Dấu lạ hóa bánh ra nhiều cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa thể hiện trong chính lời nói, trong chính việc làm, trong những hành vi của Đức Giêsu. Ngài không chỉ chạnh lòng thương mà còn thể hiện sự chạnh lòng ấy bằng việc làm cụ thể. Chắc chắn đám đông khi được no thỏa sẽ không thể quên được nghĩa cử Đức Giêsu đã thực hiện. Tuy nhiên, Đức Giêsu không muốn họ chỉ dừng lại việc tìm kiếm bánh cho thân xác, nhưng Ngài muốn họ tìm kiếm bánh trường sinh. Đức Giêsu là bánh trường sinh, không phải là bánh người ta ăn rồi sẽ đói khát, nhưng là bánh làm cho người ta no thỏa, bánh ban chính sự sống của Thiên Chúa. Chúng ta cảm tạ và tán dương tình thương Thiên Chúa, Đấng đã thi thố muôn ơn lành xuống cho con người. Và như đã thưa với quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng cần phải mở lòng để học bài học chia sẻ ở đây. Một em bé có thể trở nên gương mẫu cho chúng ta. Thánh Andre đã nói ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chính sự chia sẻ quảng đại của một em nhỏ đã làm nên kỳ tích, đã là một gợi ý, đã là một chất liệu để Đức Giêsu thực hiện dấu lạ của mình. Sự quảng đại của một em bé dám chia sẻ phần ăn nhỏ bé của mình để rồi cả đám đông 5.000 người ăn được no nê. Ngày hôm nay chúng ta thấy xung quanh mình vẫn còn đầy những kẻ đói khát, nhưng trong thực tế vẫn có những người ăn không hết và có những người lần không ra. Chính vì vậy, xin Chúa giúp chúng ta biết mở lòng mình để biết sẻ chia cho anh chị em. Chúng ta đừng tìm cách thu vén, nhưng biết cách mở lòng
để càng cho đi, chúng ta càng làm giàu cho đời sống đức tin, càng làm giàu cho đời sống thiêng liêng. Ước chi chúng ta biết bẻ cuộc đời chúng ta như bẻ tấm bánh để sẻ chia cho anh chị em của mình. Và qua nghĩa cử ấy, Thiên Chúa sẽ làm những điều vĩ đại trong chính sự cộng tác nhỏ bé của chúng ta. Xin cho mỗi người biết bẻ 5 chiếc bánh và 2 con cá phần của riêng chúng ta, để anh chị em của chúng ta được no thỏa. Lạy Chúa, xin Chúa mở lòng chúng con để chúng con biết quảng đại, sẻ chia cho anh chị em mình, nhất là những người nghèo khổ xung quanh chúng con. Amen. Khi tôi lầm lỡ mới biết sẻ chia những người lỡ lầm, khi tôi nghèo đói tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than, khi tôi gian nan mới biết sẻ chia với người vốn cùng, khi tôi đau khổ đời tôi mới biết cảm thông. Lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy ơn. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sớm người buồn thương. Lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy hờ hững. Lạy Chúa quý ông bà anh chị em, bài tin mừng hôm nay nói đến việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000, có thể là hơn 5.000 người ăn. Tại có sách tin mừng nói rằng là 5.000 người chỉ kể đàn ông mà chưa kể đàn bà và con trẻ. Cả 4 sách tin mừng đều nói về cái việc hóa bánh này. Và chúng ta thấy hôm nay chúng ta được nghe đoạn tin mừng của Gioan, và ông đã kể cho chúng ta chi tiết của sự việc hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu hỏi ông Philippe: ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Một cái câu hỏi cũng làm cho Philippe hay các tông đồ khác cũng ngỡ ngàng và đầy sự ngạc nhiên, là bởi vì dân chúng quá đông, tiền đâu mà mua. Ông Philippe mới nói với Chúa là cho dù mua có 200 bạc bánh đi nữa thì cũng không đủ cho mỗi người một chút thôi. Và chúng ta nhớ một cái đồng bạc thời bấy giờ là một cái ngày công. Một ngày công của chúng ta bây giờ có thể là 500 ngàn hoặc 600 ngàn cho một ngày công. 200 ngày công nhân lên cũng không đủ cho mỗi người một chút, bởi vì số lượng nó quá đông. Cho nên cái việc mua là không khả thi. Vậy mà Chúa vẫn hỏi các tông đồ như thế. Rồi chúng ta thấy diễn tiến của câu chuyện là ông Andre, em của ông Simon Phêrô, dẫn đến cho Chúa một em bé, và em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá dâng lên cho Chúa. Và từ đó Chúa đã làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều, hóa cá ra nhiều cho tất cả những người được ăn. Và chúng ta thấy không chỉ được ăn mà được ăn no nê và còn dư thừa 12 thúng đầy. Và cái số dư thừa đấy Chúa cũng không muốn các tông đồ hay mọi người
bỏ rơi, bỏ quên đó, nhưng mà phải thu gom lại, không có để thừa, không có để rơi rớt, nhưng mà vẫn thu gom lại. Và qua câu chuyện đó, trước hết chúng ta nói về ý nghĩa của câu chuyện, đó là Chúa nuôi dân Chúa năm xưa trong sa mạc bằng bánh mana, thì nay Chúa cũng có những phép lạ để hóa bánh ra nhiều và nuôi dân chúng bằng chính cái sự sống thiêng liêng, bằng quyền năng của Chúa cho dân chúng. Điều thứ hai là Chúa muốn mời gọi mỗi người chúng ta hãy như em bé, hãy đóng góp cái phần bé nhỏ của mình hay cái khả năng của mình có, và qua đó cộng tác với ơn Chúa thì phép lạ sẽ thành hiện thực và mọi người sẽ được ăn no. Và chúng ta thấy đó là một cái sự cộng tác tuy ít ỏi, nhưng đó là cái khả năng của mình, khả năng của em bé đó, hay là khả năng của mỗi người chúng ta cộng góp lại để trở nên những cái phép lạ lớn lao trong cuộc đời của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cha nhớ có một cái câu chuyện nó kể rằng là có một ông thầy, ông đi cùng với cha bề trên đi Sài Gòn, đi đến thăm viếng cái nhà thờ chấn tòa Đức Bà Sài Gòn, thì tự nhiên thấy có hai ba người ngồi nằm bò ăn xin, kêu than thảm khốc lắm, van lại những người đi qua đi lại để cho tiền. Thì cái người, một người trong số đó kêu gào thảm thiết lắm, kêu là không có tiền để đi bệnh viện để chữa bệnh cho con, kêu gào thảm thiết lắm. Thế thì ông thầy ông mới kể cho ông cha bề trên, thì ông ba cha bề trên thấy tội nghiệp quá, ông cha bề trên lại là người nước ngoài cơ, thấy tội nghiệp quá cho nên mới bảo ông thầy, ông móc túi ra, ông lấy hết cái tiền ở trong túi của ông đưa cho ông thầy, kêu đưa cho cái người ăn xin nó. Thì cái ông thầy này là người Việt Nam, cầm cái số tiền đó đưa cho cái người ăn xin, mới đưa xong thì quay mặt đi, và khi mà đi được chút xíu quay lại thì thấy mấy người đó đã đứng lên rồi, đứng thẳng lên rồi, không có gì là bận tật cả, và lại vui cười với nhau. Thế ông thầy hôm nay nghĩ trong lòng là rồi, bị lừa rồi, bị lừa rồi. Thì ông thầy ông ra, ông mới nói chuyện với cha bề trên, thưa cha là chúng mình bị lừa rồi, cha với con bị lừa rồi. Trong suy nghĩ ông thầy ông nghĩ như thế, nhưng mà ông cha bề trên ông lại nghĩ khác cơ, kêu không phải bị lừa đâu con, đó là phép lạ đó, đó là phép lạ đó con. Tại sao là phép lạ, thưa quý ông bà anh chị em? Thay vì lấy cái số tiền nó đi bệnh viện, không biết là chữa có được khỏi không, nhưng mà bây giờ là mới chỉ có chút xíu thôi, quay đi quay lại thôi, mà chỉ có một vài này, ít tiền như thế mà họ đã đứng dậy được rồi, họ đã khỏe mạnh lại được rồi, thì đó là phép lạ đó. Cho nên mỗi người có một cái nhìn khác nhau về cái phép lạ. Và chúng ta thấy đặc biệt cái phép lạ đó nó đến từ cái tấm lòng nhân từ của ông cha bề trên, hay là trong câu chuyện của chúng ta đến từ cái tấm lòng nhân từ của cái đứa bé, nó dâng cúng lên cho Chúa tất cả những gì nó có, tuy là bé nhỏ thôi, nhưng mà qua đó cộng tác với quyền năng của Chúa, Chúa làm cho thành một cái phép lạ lớn lao. Nhiều khi một cái sự quảng đại từ mỗi người chúng ta thôi dành cho Chúa, chắc chắn Chúa sẽ làm những điều lớn lao. Rồi điều thứ hai, chúng ta thấy đám đông dân chúng, thấy cái sự đói của họ, sự đau khổ của họ, họ đi theo Chúa để trước hết là tìm ơn chữa lành, không phải đi theo Chúa để được no bụng, nhưng mà trước hết là được ơn chữa lành, được an ủi, được dạy dỗ. Thế nhưng mà Chúa thấy cái nhu cầu của họ, họ đói, Ngài ngỏ lời với các tông đồ, chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn, các con có cái gì cho họ ăn không? Nó là một cái lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta
thế giới ngày hôm nay ở Bảo Thị chúng ta thì chúng ta thấy tương đối là các gia đình kinh tế cũng đã ổn rồi và không còn cảnh đói ăn như ngày nào. Nhưng mà chúng ta thấy còn nhiều nơi vẫn còn cái sự đói nó đang đè nén cuộc đời của nhiều người. Cái sự đói nó vẫn đang ảnh hưởng tới hạnh phúc, đến gia đình của từng người, đến mạng sống của từng người. Nhiều nơi như thế. Cụ thể là trong tháng 5 vừa qua, giáo sư chúng ta cũng có một cái chuyến hành hương đi Đức Mẹ Măng Đen, có dịp ghé vào một cái làng đồng bào ở trên Kon Tum. Thì chúng ta thấy nhờ các dì để nấu cháo cho dân làng và các em thiếu nhi ăn, họ ăn ngon lành lắm. Mà cháo có cái gì đâu, nấu cháo bằng gạo, rồi sau đấy để cho thịt bằm, rồi cà rốt bằm, rồi khoai tây bằm cho vào, trộn vào, nấu chung với nhau đấy, và múc cho các em và những người ở đấy ăn. Ăn rất ngon ngon lành, bởi vì họ đói, họ thiếu thốn, họ không có gì ăn. Và vì họ không biết làm kinh tế, và cái nghèo, cái đói nó vẫn bám víu lấy cuộc đời của họ. Rồi đấy là một nơi thôi mà mình thấy được, còn nhiều nơi khác mình không thấy được, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi ở những vùng bên châu Phi chẳng hạn, cũng có nhiều nơi còn đói mà còn khát, thiếu thốn về y tế, về nước, nước sạch, cần được sự trợ giúp. Thế giới ngày hôm nay cũng đang rất cần sự quảng đại của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta thấy những cái nhu cầu cần thiết đấy, chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng có một trái tim nhân từ để biết động lòng với những cái mảnh đời bất hạnh chung quanh cuộc đời chúng ta, hoặc là những nơi mà chúng ta thấy được, chúng ta nhận được, có thể qua một cái bản tin, có thể qua một cái hình ảnh nào đó chúng ta bắt gặp được trên đường đời của mình, thì chúng ta hãy lắng nghe lời mời gọi của Chúa. Các con hãy cho họ ăn, các con hãy làm một cái điều gì đó cho họ, để cho cuộc đời của họ bớt khổ, bớt đau, bớt đói. Đó là một cái lời mời gọi rất là tuyệt vời dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có mở lòng ra giống như em bé có dám dâng lên cho Chúa cái phần bé nhỏ của mình hay không? Hay là chúng ta đang co cụm lại? Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta luôn có một cái tấm lòng quảng đại, biết nghĩ đến những cái mảnh đời bất hạnh như thế. Rồi cái điều nữa, trong cái bài tin mừng hôm nay chúng ta rút ra cái bài học, đó là không được để đồ thừa, vẫn phải trân trọng, phải quý những cái lương thực. Bởi vì thế giới này còn rất nhiều người đói, chúng ta dư nhưng mà có những nơi còn đang đói, chúng ta có biết nghĩ đến họ hay không? Cho nên chúng ta nghĩ điều đó, và xin quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng nhắc nhở con cái của mình. Nhiều khi các em, các thiếu nhi không có biết nghĩ, vô tình để thừa thãi. Có những em khi mà cha mẹ dẫn vào quán ăn, cái gì cũng đòi hết, mua nhiều lắm, nhưng mà ăn có chút xíu rồi vứt, ăn chút xíu rồi bỏ, hoặc là cắn vào miếng rồi vứt vào thùng rác, rất là phí. Cho nên chúng ta phải giáo dục các em ngay từ bé biết trân trọng từng miếng ăn, và biết nghĩ đến những người khác nữa, để đừng bỏ phí cái gì. Và chỉ cho các em, tập cho các em khi ăn buffet hay là khi ăn ở chỗ nào đó thì lấy vừa đủ phần của mình ăn thôi, và ăn no, ăn hết. Hết rồi mà đói thì có thể lấy thêm để ăn, chứ đừng bao giờ lấy dư thừa để rồi không ăn hết, để dư ra. Và chúng ta thấy cách đây khoảng chục năm thì lúc đấy người Việt Nam chúng ta mới bắt đầu tiếp cận cái việc vấn đề ăn buffet. Chúng ta thấy lên báo đài có nhiều cái chuyện nó buồn cười lắm. Người ta dằn dịt nhau để người ta ăn, người ta chen lấn nhau để mà dằn đồ ăn, lấy cho mình, vun cho mình một cái đĩa thật đầy, nhưng mà ăn không hết. Bởi vì tâm lý là chỉ có dằn phần thôi, cái gì cũng lấy cho nó đầy, nhưng mà ăn không hết, bỏ dư. Rồi cuối cùng có những người cũng đến, cũng đóng tiền mà không được ăn, hết đồ ăn rồi. Có những món mà mình muốn ăn, không ăn được.
Cái nghệ thuật của ăn buffet là mình lấy ít thôi, tại vì nó có rất nhiều món, và mình lấy những cái món, mình lấy mỗi thứ một ít, mình ăn để mình thưởng thức, để mình ăn qua tất cả các món để trải nghiệm. Thế có những người không biết, cứ thấy mấy món, món mình thích là cứ một món đó mà ăn, lấy thật là đầy mà, thấy thật là nhiều. Và rồi chúng ta thấy nó trở thành một cái câu chuyện buồn cười. Đi ăn thay vì nó là một cái văn hóa, một cái lịch sự, thì nó trở thành một cái đáng chê cười, người khác nhìn vào. Nó mất lịch sự, mất văn hóa, dằn dịt với nhau. Sau 10 năm thì bây giờ chúng ta thấy nó đỡ hơn nhiều, bởi vì người ta có một cái nhìn khác và đã quen với một cái văn hóa mới, cho nên đã có cái sự thay đổi. Nên quý ông bà anh chị em hôm nào đi ăn buffet, chúng ta xem coi còn dằn dịt như ngày xưa không? Chắc hết rồi. Bởi vì bây giờ văn hóa rồi, văn minh rồi, tiếp cận với những cái văn hóa phương Tây nó quen rồi. Cho nên đấy cũng là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta. Ngày xưa mà Việt Nam mình đi Singapore hay Malaysia mà ăn buffet đó, thì họ ghi rõ cái tấm bảng bằng tiếng Việt đàng hoàng, chứ không phải bằng tiếng Anh hay tiếng tiếng Hoa đâu, không phải. Bằng tiếng Việt là bởi vì người Việt hay dằn ăn cái kiểu đó, hay dằn phần cái kiểu đó. Và ai ăn mà dư thừa sẽ bị phạt bao nhiêu đô đó, bằng tiếng Việt. Bằng tiếng Việt, thưa quý bà anh chị em. Cho nên mình thấy nó là một cái gì đó, nó là vừa buồn cười mà cũng là vừa tủi nhục cho người Việt Nam mình, bởi vì cái văn hóa nó không có được lịch sự. Cho nên đấy cũng là một cái điều nhắc nhở cho chúng ta, để dù đi đâu, làm gì, chúng ta cũng hãy biết trân trọng những cái của ăn và nghĩ tới cái người nghèo. Và cũng đừng để cho người khác nghĩ xấu về cái tư cách con người của mình, về cái văn hóa, cái lịch sự của mình. Cho nên mỗi người chúng ta hãy tập cho mình và tập cho con, cho cháu của mình những cái điều tốt đẹp, những cái ứng xử văn minh lịch sự và nhân văn, những cái tấm lòng nhân hậu mà chúng ta nghĩ và dành cho nhau. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, và chúng ta cũng cầu nguyện cho những nơi còn đang thiếu thốn, còn đang đói khát, còn đang đau khổ vì thiếu thốn những cái ăn, cái mặc. Xin Chúa chúc lành cho những anh chị em đó, và qua chúng ta hãy mang, hãy làm một cái điều gì đó cho anh chị em của mình. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe kể lại phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, chỉ với con số ít ỏi 5 chiếc bánh và 2 con cá, Người đã cho 5.000 người đàn ông không để, không kể đàn bà con trẻ được ăn no nê mà vẫn còn dư 12 thúng đầy. Trình thuật phép lạ quá quen thuộc với chúng ta. Nhiều nhà thờ còn dùng hình ảnh 5 chiếc bánh và 2 con cá để trang trí trên gian cung thánh. Và không ít người bình dân nghĩ rằng Chúa Giêsu đang cử hành bi tích thánh thể, do có những hành động rất giống với thánh lễ, gồm phần giảng dạy ban đầu, sau đó cầm bánh, dâng lời chúc tụng, phân phát, thu gom những mẫu thừa. Như thể người đang dâng một thánh lễ ngoài trời với số người tham dự đông đảo. Thực ra người đang ban manna trần thế, rồi ngang qua đó người muốn giới thiệu manna thật là chính người. Chúng ta nghe lại trình thuật này có vẻ như nghe một sự kiện đương nhiên về Chúa Giêsu và không có cảm giác bỡ ngỡ ngạc nhiên. Nhưng đối với đám đông thời ấy thì khác. Khi chính tai họ được nghe Chúa dạy, tận mắt thấy phép lạ Chúa làm, miệng được ăn bánh đã phân phát cho, lòng họ không khỏi bàng hoàng rung động. Họ nhận ra ngay thời đại thiên sai mà cả dân tộc mong đợi đã đến. Phép lạ manna đang tái diễn. Và nơi thầy Giêsu trong khung cảnh đứng trên núi giảng dạy ban của ăn đã ứng nghiệm điều mà tiên tri Isaiah đã loan báo từ trước. Trong sách tiên tri Isaiah chương 25 câu 6 có chép rằng: Ngày ấy trên núi này Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Với phép lạ này, họ đã nhận ra người là ngôn sứ thiên sai. Vì thế trong bài tin mừng ghi lại:
Thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì dân chúng nói hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Và khi họ chuẩn bị bắt người để tôn làm vua thì người lánh đi, giờ của người chưa đến. Vì người biết đám đông hiểu sai về tư cách thiên sai của ngài. Vì họ được ăn uống no nê nên muốn bắt thầy làm vua của họ, muốn theo ý họ, muốn giải quyết các vấn đề cuộc sống cho họ. Chứ họ chưa sẵn sàng để trở nên thần dân, lắng nghe và đi theo vua Giêsu đấng thiên sai. Suy gẫm lời Chúa hôm nay, đặt mình vào khung cảnh Chúa làm phép lạ lúc ấy, chúng ta sẽ nhận ra lời mời gọi này. Tin tưởng cậy trông vào Chúa và quảng đại với người, thì Chúa sẽ còn làm những phép lạ trên cuộc đời chúng ta. Quả thật, với quyền năng Chúa Giêsu có thể phán một lời thì có đủ dư bánh cho những người lúc ấy, nhưng người không làm vậy. Người muốn con người cộng tác nên người hỏi ông Philip-phê cũng là hỏi các tông đồ: ta mua đâu ra bánh cho dân chúng ăn đây? Để các ông tính toán, vận dụng mọi khả năng mình có nhằm giải quyết vấn đề cứu đói cho đám đông. Và khi đã xoay sở hết cách hết sức, các ông chỉ dâng cho Chúa được có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với sự đóng góp nhỏ nhoi ấy thì chẳng thấm vào đâu so với một nhu cầu lớn như thế. Nhưng đến tay Chúa Giêsu, Ngài đã làm cho điều không thể thành có thể. Ở đây chúng ta nhận ra bài học này: Chúa không quan tâm đến số lượng giá trị đóng góp cho bằng tấm lòng của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta có dành hết tấm lòng đối với Chúa hay không? Một cách cụ thể, chúng ta có dành cho Chúa thời gian, sức khỏe, tiền bạc, tài năng, tài khéo, của cải, đức tin, lòng mến, vân vân, cho công việc của Chúa và bác ái đối với tha nhân hay không, hay ích kỷ giữ riêng cho mình? Đương nhiên, sự hy sinh dâng hiến ấy cần quân bình trong bậc sống, cũng như khả năng và mức độ phải chịu trách nhiệm đối với tha nhân. Một điều nữa mà chúng ta dễ nhận thấy là điều kiện để phép lạ xảy ra, ngoài việc quảng đại cộng tác với Chúa, còn cần lòng tin tưởng cậy trông. Các tông đồ tin thầy giải quyết được mọi chuyện, nên người truyền điều gì, các ông tin tưởng làm theo. Đám đông cũng tin tưởng thầy Giêsu vì trước đó đã nghe người giảng dạy, nên khi được truyền ngồi xuống, mọi người đã làm và kiên nhẫn chờ đợi. Hình ảnh thật đẹp như là một cộng đoàn được quy tụ ngồi bên chân Chúa, khác xa với những hình ảnh rất xấu mà chúng ta thấy đâu đó ngày hôm nay, những người nhốn nháo ồn ào thấp thỏm, tranh giành chỗ đứng chỗ ngồi thứ tự, sợ mất phần, sợ chậm trễ, mà chung quy bởi vì họ không tin tưởng có người sẽ dành phần tốt cho họ, cho nên mới có những hành xử như thế. Còn đám đông được nói trong tin mừng tin tưởng vào thầy trò Giêsu, lặng lẽ ngồi chờ, và quả thật ai cũng được thỏa mãn. Còn em bé, chủ nhân của 5 chiếc bánh và 2 con cá, được nêu ra như là đại diện cho những người bé nhỏ quảng đại dâng hết cho Chúa. Chúng ta có kinh nghiệm rằng khi xin một cái gì từ các em nhỏ mà nó thích thì khó lắm, trừ phi nó phải yêu mến người xin nó. Ở đây em nhỏ bỏ ra hết cho các môn đệ và Chúa Giêsu, chứng tỏ em phải yêu mến và tin tưởng thầy lắm. Tóm lại, để phép lạ xảy ra, mọi thành phần lúc ấy đều tin tưởng vào thầy Giêsu. Và bài học cho chúng ta hôm nay: hãy tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh vui buồn sướng khổ trong cuộc đời mình. Tin tưởng và chờ đợi ở trong đường lối người, chứ không đi đường lối khác, dùng các phương pháp khác, thì chắc chắn Chúa sẽ quan phòng điều tốt nhất cho ta. Ấy là phép lạ dành riêng cho từng người, mà chỉ khi nhìn lại bằng con mắt đức tin, chúng ta mới nhận ra. Đối với những người khó chấp nhận các phép lạ, họ giải thích trình thuật hóa bánh ra nhiều như là kết quả lan truyền của lòng bác ái. Ngay cả em nhỏ còn mang bánh và cá theo
thì những người khác chẳng lẽ không mang gì? Và khi thấy em Quảng Đại bỏ ra làm của chung thì những người khác cũng nhao nhao lấy ra cái mình có để vào của chung. Và rồi từ của chung ấy thì được phân phát cho mọi người, ai cũng được ăn no nê. Nhưng chính khi giải thích như thế thì họ cũng không phủ nhận được rằng có một điều lạ đã xảy ra trong lòng đám đông. Có một sự biến đổi lòng người, một sự biến đổi từ lòng ích kỷ chỉ biết lo cho mình đã trở nên quảng đại biết lo cho nhau. Phép lạ biến đổi lòng người ấy bắt nguồn từ sự quảng đại của một em nhỏ dâng hết cho Chúa. Ước mong cho mỗi chúng ta khi lắng nghe lời Chúa, suy gẫm lời Chúa hôm nay, cảm thấy được thôi thúc sống tin tưởng cậy trông, quảng đại cộng tác với Chúa và bác ái với nhau hơn nữa. Và Chúa sẽ làm phần còn lại, Ngài sẽ quan phòng để có đủ mana trần thế. Và không dừng lại đó, Ngài còn muốn dẫn đưa chúng ta đến mana đích thật là chính thịt máu người, cũng là của ăn thiêng liêng mang đến sự sống đời đời. Lạy Chúa, xin mở con mắt đức tin chúng con để chúng con nhận ra quyền năng và tình yêu của Chúa, để biết luôn tin tưởng cậy trông, biết rộng lòng quảng đại, hầu đạt đến ơn sự sống người đã chuẩn bị cho mỗi chúng con. Amen. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp nhân ngày ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất, chính ngày Chủ nhật hôm nay, với chủ đề Thầy luôn ở cùng anh em mọi ngày. Ngài viết: Tôi biết rõ rằng sứ điệp này đến với anh chị em vào một thời điểm khó khăn. Đại dịch ập xuống trên chúng ta như một cơn bão dữ dội và bất ngờ. Đó là thời gian thử thách cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là đối với những người cao tuổi chúng ta. Nhiều người trong chúng ta bị bệnh, những người khác chết hoặc chứng kiến cái chết của vợ, chồng hoặc những người thân yêu, trong khi những người khác thấy mình bị cô lập và cô đơn trong thời gian dài. Chúa nhận biết tất cả những gì chúng ta đã trải qua trong thời gian này. Người gần gũi với những người cảm thấy bị cô lập và cô đơn, những cảm giác càng trở nên đau xót trong cơn đại dịch. Ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, như trong những ngày đại dịch này, Chúa vẫn tiếp tục gửi các thiên thần đến để xoa dịu nỗi cô đơn của chúng ta và nhắc nhở chúng ta: Thầy luôn ở cùng anh em mọi ngày. Người nói điều này với anh chị em và người nói điều này với tôi, đó là ý nghĩa của ngày này. Ngày đầu tiên tôi muốn cử hành ngày ông bà và người cao tuổi. Khi thời gian dài bị cô lập và chúng ta hy vọng cuộc sống xã hội từ từ sẽ trở lại. Bài tin mừng hôm nay tiếp nối tư tưởng của lời Chúa ngày Chúa nhật tuần trước. Đó là cái nhìn bằng con mắt trái tim nhân hậu của Chúa Giêsu. Khi thấy dân chúng đông đảo đi theo người, người chạy lòng thương trước nỗi khốn cùng về thể xác cũng như tinh thần của họ. Biết bao lần người đã nhìn thấy không chỉ những người đi theo Chúa vào tận nơi hẻo lánh, mà còn cả nhân loại đã đang đói khát tình thương, đang rất cần sự nâng đỡ của Chúa. Vì chỉ có Chúa mới có thể nhìn thấy và giúp lấp đầy những khát vọng thâm sâu của con người. Thánh sử Gioan thuật câu chuyện hóa bánh và cá ra nhiều khởi đi từ việc dân chúng tụ họp đông đảo bên Ngài để lắng nghe lời Ngài. Chúng ta có thể thấy
Chúa Giêsu luôn quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu nhất của con người. Dân chúng đói lời hằng sống, đói với khát vọng được gặp vị mục tử nhân lành, đói tình yêu thương, đói sự tha thứ, đói để chữa lành bệnh tật, đói khát vọng sống xứng đáng là con người, đói tình người, đói những nhu cầu cụ thể. Trong tin mừng, dân chúng đang đói và Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải bận tâm đến vấn đề này của Ngài để cơn đói của dân chúng được giải quyết. Đối với đám đông dân chúng, Chúa Giêsu trao ban một cách nhưng không có giới hạn. Ngài đã trao ban lời của Ngài, sự an ủi, ơn cứu độ và cuối cùng là sự sống của Ngài. Nhưng một điều chắc chắn là Ngài không quên để quan tâm đến nhu cầu thực tế trước mắt là lương thực của thân xác của dân chúng đang tụ họp chung quanh Ngài. Lời Chúa thật cảm động. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Ngài hỏi ông Philip-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế để thử ông và các môn đệ, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Lời của Chúa Giêsu làm các môn đệ lúng túng và lo lắng. Các ông chợt nhận ra mình không thể làm được gì nếu không có Chúa. Bản thân các ông cũng không khác gì đám đông dân chúng về sự chuẩn bị chu đáo cho bản thân mình và cho người khác. Nhất là lúc này, người khác lại là một con số rất đông với khoảng hơn 5.000 người. Chính lúc đó, tông đồ Andre, vị tông đồ luôn được gọi là vị tông đồ của tình bạn, ông luôn để ý tới người khác, đón nhận người khác như một người bạn. Kể từ khi theo Chúa Giêsu, ông luôn là người âm thầm giới thiệu từng người đến với Chúa Giêsu. Là Simon Phêrô anh mình, là mấy người dân ngoài. Và hôm nay khi các môn đệ khác bối rối lo lắng thì chính ông lại giới thiệu ngay được với Chúa Giêsu. Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng với ngần ấy thì thấm vào đâu? Điều ngạc nhiên, tại sao ông lại biết em bé có bánh có cá mà tin mừng không nói tới cha mẹ hay người thân của em? Phải chăng bé trai đi một mình và Andre nhận ra điều đó để đồng hành nâng đỡ em lên biết được điều em có? Chúa Giêsu chỉ chờ có thế. Người muốn chính chúng ta cùng cộng tác trong chương trình của Chúa, dù điều đó quá nhỏ bé. Chúa truyền lệnh cho các môn đệ bảo dân chúng ngồi xuống. Ngài đã đón nhận tấm lòng quảng đại của cậu bé, trao tất cả mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Đó cũng là khởi đầu cho phép lạ quyền năng của Chúa: nhận lãnh và trao ban, nhận lãnh và sẻ chia. Ngài đã cầm lấy bánh và cá, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha và mời gọi các môn đệ phân phát cho toàn thể dân chúng. Khi hơn 5.000 người đã ăn no nê, Chúa Giêsu bảo các môn đệ: "Anh em hãy thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu và chất đầy được 12 thúng đầy. Chắc chắn đám đông dân chúng hiện diện bị đánh động mạnh mẽ bởi phép lạ tuyệt vời của Chúa Giêsu khi hóa bánh và cá ra nhiều cho họ ăn no nê. Họ bảo nhau: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến trong thế gian."
Nhưng có lẽ lúc đó họ chưa hiểu món quà mà Đức Giêsu trao ban cho họ là sự sống sung mãn cho những ai đói ăn, nhưng không chỉ dừng lại ở bữa ăn, vì Đức Giêsu không chỉ làm no thỏa cơn đói vật chất nhưng còn thỏa mãn nơi họ sự đói khát về ý nghĩa cuộc sống, về niềm tin, và trên tất cả là đói khát niềm khát vọng nơi chính Thiên Chúa. Khi chính chúng ta phải đối diện với các nỗi đau khổ, với sự cô đơn, với sự nghèo khó và ngay cả những khó khăn của biết bao người, chúng ta có thể làm gì? Chúng ta học ở tông đồ Andre luôn quan tâm tới người khác với tâm tình của một người bạn, để lắng nghe, để cảm thông, để dẫn họ gặp được Chúa và gặp được anh chị em của mình. Chúng ta có tâm tình với cậu bé trai trong tin mừng hôm nay, dám trao tặng cho Chúa và mọi người điều ít ỏi mà mình đang có. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng có thể có 5 chiếc bánh và 2 con cá của mình, là thời gian, là tiền bạc, là vật chất và tinh thần. Nếu chúng ta dám quảng đại dâng cho Chúa, Chúa sẽ biến đổi trở nên phép lạ, biến thành tình thương, an bình, công lý, tha thứ và yêu thương cho nhân loại hôm nay. Anh chị em thân mến, khi chúng ta bối rối, lo lắng trong hoàn cảnh hiện tại còn cách ly xã hội với những hậu quả thật nặng nề bởi đại dịch COVID-19, chúng ta đọc lại tâm tình đã viết: chưa bao giờ, kể cả thời chiến tranh, thành phố Sài Gòn đã trải qua những ngày thử thách bức bách như hôm nay. Muôn vàn thảm kịch đang diễn ra mỗi lúc một nghiêm trọng: lây nhiễm cộng đồng, bệnh viện quá tải, y sĩ, nhân viên y tế kiệt lực, đội phòng chống căng thẳng, sản xuất ngưng trệ, lưu thông hạn chế, vật giá leo thang. Thành phố đã từng mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông, là đầu tàu kinh tế đang lâm nguy, đang thiếu nhân sự, đang thiếu gạo, thiếu rau, thiếu tiền, thiếu thuốc và thiếu cả tương lai. Hàng vạn cụ già và trẻ em bán vé số, trà đá, hàng rong, taxi, xe ôm sẽ lấy gì ăn khi không được ra đường trong những ngày này? Tuy nhiên, dù Sài Gòn đang phải chịu những hoàn cảnh đau lòng như vậy, đang phải nhận sự tiếp tế từ đồng bào mình là vậy, nhưng giữa lòng Sài Gòn vẫn sáng lên hình ảnh đẹp. Ngoài những cố gắng của xã hội, các tổ chức bác ái xã hội, các tổ chức tôn giáo và giáo hội công giáo, sự chia sẻ từ các giáo phận, các hội đoàn bác ái, của các nữ tu trong những hội dầm, các giáo xứ hoặc tổ chức từ thiện sẵn sàng làm chiếc cầu nối để phân phối thực phẩm tới những người dân không phân biệt lương giáo. Và hơn hết, dường như khắp nơi mọi người trong đất nước đều dõi theo Sài Gòn với tình yêu chịu nặng, với những chuyến hàng đầy ắp tình người. Những điều này không chỉ đem lại niềm an ủi và hy vọng cho riêng Sài Gòn, nhưng còn là tình nghĩa sẻ chia đồng hành của người Việt trong cơn thử thách. Chúng ta càng được an ủi hơn khi có hơn 400 tu sĩ nam nữ của Tổng giáo phận Sài Gòn cùng các tăng ni Phật tử, những thanh niên nam nữ lên đường tham gia với tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Còn chúng ta, khi chúng ta suy tư mình có thể giúp gì được cho tha nhân
trong thời điểm đặc biệt này, mời gọi chúng ta hãy nhớ lại lời của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II chia sẻ: nếu phải một mình đối đầu với những thách đố khó khăn của cuộc sống, chúng ta sẽ cảm thấy mình không đủ khả năng và lo sợ trước viễn cảnh của tương lai. Nhưng tôi xin nói điều này: hãy đặt cuộc đời chúng ta trong bàn tay của Chúa. Ngài sẽ chấp nhận và chúc lành cho chúng ta, cũng như biến đổi cuộc đời chúng ta một cách tốt đẹp, vượt trên điều chúng ta có thể mơ ước. Giờ đây, chúng ta hãy tự vấn lương tâm xem chúng ta đã đặt vào bàn tay của Chúa bao nhiêu phần trăm cuộc sống và khả năng của chúng ta để cho Ngài sử dụng theo ý Ngài muốn. Chúng ta có dâng hiến chính bản thân và mọi năng lực của mình như mẹ Thánh Teresa Calcutta, hay như cậu bé tặng bánh và cá trong tin mừng hôm nay chưa? Có lẽ lúc này Chúa cũng muốn nói với chúng ta: ngày hôm nay Thầy cần đôi chân, đôi tay và môi miệng cùng sáng kiến của các con. Vì ngày hôm nay Thầy chỉ biết nhờ đôi chân các con để mang Thầy đến với những kẻ bất hạnh. Thầy chỉ biết nhờ đôi tay các con để vươn tới những kẻ yếu đuối. Thầy chỉ biết nhờ miệng lưỡi các con để nói cho mọi người về tình thương của Thầy. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại đang đói ăn, đói công bằng, đói hòa bình, đói yêu thương, và trên hết đói ân sủng Thiên Chúa sẽ không bao giờ dừng lại. Ngày hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục nuôi dân người, hiện diện sống động và an ủi dân chúng. Ngài thực hiện điều này qua chúng ta. Lời của Chúa Giêsu Kitô, bánh của sự sống đời đời, đòi hỏi một sự dấn thân quảng đại của tình liên đới hướng đến người nghèo, người yếu đuối, người rốt hết, người không có khả năng tự vệ. Sự gần gũi, sẻ chia và bác ái này là lời chứng tốt nhất về đức tin và yêu thương khi loan báo tin mừng tình yêu và bác ái của chúng ta. Xin phúc lành và tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô luôn đồng hành, đỡ nâng và ban muôn ơn lành cho quý ông bà và người cao niên, cũng như cho toàn thể cộng đoàn phụng vụ đang tham dự thánh lễ này ơn thánh, sức khỏe, nghị lực và bình an. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thời gian ngày hôm nay kể lại cho chúng ta dấu lạ Chúa Giêsu hóa bánh nuôi dưỡng hơn 5.000 người. Tin mừng thuật lại, Đức Giêsu ngước mắt, Ngài thấy dân chúng, Ngài lo cho dân, và Ngài muốn các môn đệ cũng đi vào sự thao thức mục tử ấy. Tin mừng ghi, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ để thử các ngài, hay đúng hơn, để mời gọi các ông đi vào trong tâm tình và thao thức mục tử của Ngài. Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Ngài hỏi để thử các ông, chứ Ngài biết phải làm gì. Trái tim của người cha mách bảo Ngài nuôi dưỡng và chăm sóc con cái mình. Đức Giêsu muốn mời gọi các môn đệ và mời gọi chúng ta hôm nay nữa cũng thao thức với Ngài, sống cùng nhịp đập với con tim yêu thương của Ngài. Ta mua đâu ra bánh cho bằng này ngành người ăn đây? Câu trả lời của các môn đệ khiến chúng ta ngạc nhiên. Philippe nói có đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Còn Andre thì nói ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch
và hai con cá, nhưng bằng đấy thì có thấm vào đâu. Đối với Chúa Giêsu, món quà nhỏ của cậu bé đủ để nuôi mọi người và còn dư 12 thúng đầy. Não trạng của Philippe và Andre là não trạng của tâm trí tính toán khi phục vụ và cho đi. Andre có thể hiểu, nói với Chúa Giêsu: "Thầy không tính toán à? 5 chiếc bánh và 2 con cá sao mà đủ?" Khi tính toán, các ông sẽ thấy mình có quá ít để cho và dễ đi đến bế tắc. Ở trong Nhất Lãm nói rõ hơn, các môn đệ còn đi đến một giải pháp là đề nghị Chúa Giêsu giải tán dân chúng đi để họ đi vào làng để tìm cái để mà ăn. Nhưng Đức Giêsu, tin mừng Gioan ghi rất đẹp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn. Với Chúa chỉ một chút thôi là đủ. Chúa Giêsu đón nhận những món quà nhỏ từ một em bé và Ngài nhận biết đó chính là hồng ân của Thiên Chúa. Ngài dâng lời tạ ơn. Điều đến từ Thiên Chúa thì luôn đủ cho tất cả mọi người. Vì thế, Chúa Giêsu phân phát bánh và ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Chỉ cần một chút nhỏ bé của ta và trong tay Thiên Chúa là đủ cho mọi người mà còn dư thừa nữa. Ở đây, một mầu nhiệm vĩ đại về tấm lòng của Thiên Chúa được trở nên có thể nhìn thấy, cảm nếm được và chiêm ngắm được. Một chút xíu của chúng ta cho đi đã được nhân lên gấp bội. Và đây là đường lối của Thiên Chúa. Đây cũng là con đường chúng ta được mời gọi để sống cuộc đời mình. Điều này ta cảm nhận rõ hơn trong cơn đại dịch này. Những bó rau, những củ khoai, những trái chuối từ những đôi bàn tay và trái tim của những gia đình nông dân nghèo ở những vùng nghèo của đất nước có sức chuyên chở tình yêu rất lớn đến vùng thành thị Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai. Những đôi bàn tay mở, những tấm lòng đơn sơ biết cho đi lúc này lại đang cảm thấy hạnh phúc dâng trào trong tim. Và hạnh phúc ấy được nhân lên gấp bội khi tấm lòng quảng đại được chuyển trao đến anh chị em đang thiếu thốn. Một chút tình yêu chúng ta có, một chút kiến thức chúng ta có, một chút tiền bạc chúng ta có, tất cả được Thiên Chúa ban cho ta như những hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Nay chúng ta cũng được mời gọi để cho đi. Càng cho đi, chúng ta càng khám phá mình có nhiều hơn để cho. Những hồng ân nho nhỏ Thiên Chúa đã được nhân lên gấp bội khi trao ban, bất kể đó là lương thực, là kiến thức, là tình cảm hay tình yêu. Có một người con gái trước khi về nhà chồng, người mẹ nói với đứa con của mình: "Con à, nhà mình nghèo lắm, mẹ chẳng có của hồi môn gì cho con cả. Ngày con về nhà chồng, mẹ tặng con cái hộp này. Nhưng con nhớ nha, giữ cái hộp này cho nó kỹ. Và khi mỗi ngày khi nấu ăn, khi làm việc gì, con nhớ mở ra để bỏ vào đó. Lấy đồ ở trong cái hộp này để bỏ vào đó. Nhưng con nhớ là đừng để cho chồng con biết." Người con gái đón nhận một cái hộp như bảo bối của mẹ mình, đi về nhà chồng và nói với chồng là: "Anh nhớ nha, đây là cái hộp quà rất quý của mẹ em, anh không được đụng đến." Người chồng hứa không có đụng đến. Nhưng mà thắc mắc lắm. Thắc mắc là bởi vì không biết ở trong đó có cái gì, mà ngày nào vợ mình nấu cơm cũng mở cái hộp ra lấy tí bỏ vào, nấu canh cũng lấy một chút bỏ vào. Rồi những lúc vợ chồng mà cãi nhau thì vợ mình cũng mở cái hộp ra lấy một chút bỏ vào ly nước uống. Thắc mắc không biết cái gì.
bột ngọt thì chắc không phải rồi. Nấu cơm mà ai bỏ bột ngọt. Không biết cái gì, nhưng mà lỡ hứa rồi thì phải chịu. Hạnh phúc lắm, gia đình rất là hạnh phúc. Cho tới một hôm, người vợ bị bệnh, người chồng mang vào, chở vợ vào bệnh viện và nhờ đứa em vợ chăm sóc chị mình. Và anh ta nghĩ rằng ngày hôm nay là cơ hội tốt nhất để khám phá xem cái hộp nó là cái gì. Thế là anh ta về nhà, rón rén mở cái tủ ra lấy cái hộp và hồi hộp để mở ra xem. Và khi anh ta mở cái hộp ra, anh ta giật mình. Giật mình là bởi vì trong cái hộp nó chẳng có gì. Có mỗi một mảnh giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc đã ngả màu theo thời gian. Dòng chữ ghi trên tờ giấy của người mẹ nhắn với đứa con gái mình: "Con à, khi làm việc gì, con hãy bỏ vào đó một chút tình yêu." Người chồng mới khám phá ra bí quyết giữ lửa tình yêu mà vợ mình giữ bao nhiêu năm nay. Thưa quý ông bà, anh chị em, hãy bỏ vào đó một chút tình yêu khi quảng đại cho đi, khi đóng góp giúp anh chị em mình. Bỏ vào đó một chút tình yêu trong lời nói chúng ta trao cho nhau. Bỏ vào đó một chút tình yêu những bữa cơm thanh đạm trong gia đình. Thêm một chút tình yêu ngay trong lễ dâng của tình yêu này, thưa anh chị em, để phép lạ tình yêu một lần nữa được Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Và ước gì trong khoảnh khắc của cơn dịch bệnh này, chúng ta trong từng ngày sống cũng hãy bỏ vào đó một chút tình yêu. Anh chị em thân mến, trong tất cả những phép lạ mà Chư Sứ đã làm cho những người đi theo để nghe Ngài giảng dạy, thì phép lạ bánh hóa ra nhiều được nói đến nhiều nhất. Cả bốn tin mừng đều nhắc đến phép lạ này. Vì thế đáng lẽ ra hôm nay chúng ta nghe kể về phép lạ bánh hóa ra nhiều theo sách của tin mừng Marco, bởi vì chúng ta đang ở trong Chủ nhật B. Nhưng giáo hội đề nghị chúng ta nghe tin mừng của Thánh Gioan về bánh sự sống trong 5 tuần liên tiếp. Và câu chuyện bánh hóa ra nhiều chỉ là phần khởi đầu cho một bài giảng dài. Trong đó, Chúa Giêsu cắt nghĩa chính Ngài là bánh trường sinh. Ai đến với Ngài sẽ không phải đói, ai tin vào Ngài sẽ không phải khát. Và có một điểm chúng ta cũng để ý là cái thời điểm Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa ra nhiều này thì nó ở gần lễ vượt qua, là một trong 3 lễ quan trọng của người Do Thái. Và anh chị em hiểu, trong 3 dịp lễ này thì những người Do Thái đạo đức từ 12 tuổi trở lên thì bất kỳ họ sống ở đâu, ở trên vùng đất Palestine, thì họ đều cố gắng về Jerusalem để cùng dự lễ với nhau. Chính cái thời điểm Chúa Giêsu làm phép lạ là gần lễ vượt qua. Vì thế, ở phía Bắc, ở vùng Galilee, thì thành Capernaum và các thành phụ cận chung quanh biển hồ Tiberias là những điểm tập trung của những người sống ở vùng Bắc Galilee. Họ về đó để rồi họ làm thành từng đoàn đi hành hương về Jerusalem. Chúng ta cũng để ý một điều nữa là ở trong tin mừng nhất lắm thì khi thấy dân chúng đã đói rồi thì các môn đệ là những người đến gặp Chúa Giêsu và xin Thầy giải tán dân chúng để họ đi vào các làng mạc kiếm một cái gì đó ăn cho đỡ đói. Còn ở trong bản của tin mừng Thánh Gioan chúng ta nghe hôm nay thì Chúa Giêsu nhận rõ cái hoàn cảnh của đám đông đang đói và Ngài gợi ý với các môn đệ: các con phải lo cho họ ăn. Làm theo quyết định của Chúa Giêsu lúc này, các môn đệ rơi vào một hoàn cảnh rất khó xử. Lấy đâu ra được đủ bánh để nuôi ngần ấy ngươi? Chính Philippe phải thốt lên: "Thưa Thầy, có mua đến 200 đồng thì cũng không đủ cho mỗi người một mẩu.
mà anh chị em biết 200 đồng là tương đương với số lương 8 tháng của một người thợ, chứ không phải là ít. Và cũng trong nỗ lực để làm theo lời thầy thì Andre đi tìm. Và ngài thấy có một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Có nhiều người thắc mắc với tôi là tại sao cả một đám đông như thế mà chỉ có mình em bé này nó mang theo 5 chiếc bánh và 2 con cá. Còn những người khác thì không. Anh chị em có kinh nghiệm đi đường xa chưa? Nếu anh chị em là một gia đình không khá giả mà có một người mẹ chu đáo biết lo lắng cho con, thì trước khi con đi học, trước khi con đi thi, người mẹ chuẩn bị cái mo cơm, ít nấm đậu, cái lương thực cho đứa con đi đường. Còn những người có điều kiện thì họ đâu có cần, họ đi đến đâu họ mua đó. Nhưng mà khổ bởi vì nó ở nơi hoang vắng, không có gì để mua, thì họ mới rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Thế nhưng mà chúng ta thấy đó, với một số lượng người như thế thì 5 chiếc bánh và 2 con cá, một cái số lương thực ít ỏi, có thấm vào đâu. Thế nhưng với sự đóng góp ít ỏi này, Chúa Giêsu đã làm nên điều kỳ diệu. Ngài đã nuôi cả một đám đông trên 5.000 người ăn no nê. Chắc chắn là no, chứ không phải là no hơi. Bởi vì Thánh Gioan nói cái mảnh vụn người ta thu lại là 12 thúng đầy. Sau khi thấy dấu lạ Chúa Giêsu làm, dân chúng đã phải thốt lên: hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến trên thế gian. Chúng ta để ý, trong những phép lạ Chúa Giêsu làm, từ chữa người què từ khi mới sinh, người phụ nữ băng huyết, những phép lạ rất là lớn mà người ta chỉ tôn ngài đây là một tiên tri. Nhưng riêng khi thấy Chúa Giêsu làm bánh hóa ra nhiều như thế này thì người ta lại bảo hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến trên thế gian. Và chúng ta thử tìm hiểu cái vị ngôn sứ phải đến trong thế gian là ai, và phép lạ bắn hóa ra nhiều có ý nghĩa gì với chúng ta ngày hôm nay không? Theo cách hiểu của người Do Thái thì vị ngôn sứ phải đến trong thế gian là người mà Môi-se đã nói trong sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15. Trước khi ngày qua đời, trước khi dân bước vào đất hứa, thì Môi-se đã nói tiên tri như thế này: từ giữa anh em, trong số anh em của anh em, Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ giống như tôi để giúp anh em. Anh em hãy nghe theo vị ấy. Và anh chị em biết, Môi-se là một vị tiên tri lớn, là người đã dẫn đưa dân ra khỏi Ai Cập, là người được gặp Chúa nhiều lần trên hành trình về đất hứa. Và khi nói đến một ngôn sứ giống như Môi-se là nói đến một vị cứu tinh mà dân Chúa đang mong đợi. Thánh Phêrô sau khi chữa lành cho người què từ khi mới sinh đã có một bài giảng dài rất là hay về Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là đấng phải đến, thì ngài đã trích lại cái đoạn Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15 này. Và ngài còn thêm một cái câu là kẻ nào mà không nghe ngôn sứ ấy thì sẽ bị diệt trừ khỏi dân. Sách Công vụ Tông đồ chương 3 câu 23. Nhắc đến Môi-se, chúng ta không thể nào quên được sự kiện lạ lùng mà Chúa đã làm cho dân trên hành trình về đất hứa. Anh chị em nhớ cái số người mà khi ra khỏi Ai Cập thì những chiến binh, tức là những người có thể chiến đấu với kẻ thù, đó là 700.000, không kể đàn bà và trẻ em. Và với một số lượng người như thế, ở trong hoang địa lấy gì sống? Và sau khi cái lương thực họ mang theo dự phòng đã cạn kiệt, họ đối diện với cái đói và họ quay lại, họ trách Chúa: tại sao Chúa lại đưa chúng tôi vào cái vùng đất khô cằn như thế này, trong khi ở Ai Cập thì chúng tôi ăn uống thỏa thuê?
để chúng ta phải chết trong hoang địa. Và Môi-se đã cầu xin Chúa, và Chúa đã cho manna từ trời rơi xuống. Và cái sự kiện manna rơi xuống trong vòng 40 năm đã được Kinh Thánh ghi lại. Mãi cho đến khi dân vào được đất hứa và ăn được những hoa quả đầu mùa của đất Canaan. Và ở trong bài giảng về bánh sự sống, ở trong hội đường Capernaum, khi Chúa Giêsu mời gọi mọi người tin vào Ngài là đấng được Thiên Chúa sai đến. Tức là cái điều mà Môi-se đã nói trong sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15. Thì một số người Do Thái hỏi Chúa Giêsu như thế này: vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để chúng tôi tin? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép, người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Và sự kiện Chúa Giêsu nuôi đám đông dân chúng trong hoang địa qua một bữa ăn rào rẫy dư tới 12 thúng đầy chứng minh Ngài là đấng phải đến, đấng thiên sai. Phép lạ bánh hóa ra nhiều có thể soi sáng cho chúng ta về việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Trong bài tin mừng này chúng ta nghe vị Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó. Sự chia sẻ và làm cho bánh hóa ra nhiều trên ngọn đồi ở Galilee tiên báo trước về việc chia sẻ và nhân lên nhiều của một loại bánh khác. Đó là bánh thánh thể, nghĩa là sự chia sẻ và nhân lên nhiều của thân xác vinh hiển của Chúa Kitô. Không những chỉ cho vài ngàn người, nhưng còn cho hàng triệu người cho đến thời kỳ viên mãn. Vậy, sự giàu dẫy là dấu hiệu của bữa ăn thiên sai. Những sấm ngôn của các tiên tri, các thánh vịnh, các sách khôn ngoan đã loan báo điều đó. Thời của đấng cứu thế đến sẽ được ghi dấu bằng sự giàu dẫy các món ăn và thức uống, dấu hiệu của bữa tiệc vào ngày cuối cùng. Tiên tri Isaiah đã nói, vào cái ngày đó thì Chúa sẽ đãi dân này trên núi một bữa tiệc. Thịt thì béo, rượu thì ngon. Sự đóng góp ít ỏi của cậu bé chỉ là điểm khởi đầu. Qua đó Chúa Giêsu sẽ làm cho để cứu chuộc cả thế giới này. Chúng ta nhớ Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II nhị trong một buổi nói chuyện với giới trẻ tại Tu Cát Lan năm 1982, thì Ngài nói như thế này: giờ đây tôi xin nhấn mạnh chủ điểm này. Cậu bé trong tin mừng đã trao cho Chúa tất cả khả năng cậu có, để rồi Chúa thiết đãi đám đông đến 5.000 người. Thật là lạ lùng, mà đồ ăn vẫn còn dư. Đời sống của các bạn cũng như thế. Nếu phải một mình đối đầu với những thách đố, những khó khăn của cuộc sống các bạn sẽ cảm thấy mình không đủ khả năng và lo sợ trước viễn cảnh tương lai. Nhưng tôi xin nói với các bạn điều này: hãy đặt cuộc đời bạn vào trong tay Chúa. Ngài sẽ chấp nhận và chúc lành cho các bạn và sẽ biến đổi cuộc đời các bạn một cách tốt đẹp hơn, vượt mọi kỳ vọng lớn lao nhất của các bạn. Và anh chị em thân mến, trong thời gian phong tỏa nhiều tỉnh thành trong cả nước để phòng chống dịch, thì thành phố Sài Gòn là nơi được bà con trong cả nước quan tâm nhiều nhất. Anh chị em để cái con số chiều hôm qua, cả nước lúc này thì trong đợt dịch bùng phát thứ tư là khoảng 78.000. Thì riêng Sài Gòn đã là 55.400 mấy chục người. So với hai cái tỉnh mà cũng khá nhiều, ở Bình Dương bên đây là khoảng 6.500, ở Bắc Giang là 5.700, thì cái số của Sài Gòn nó đông gấp 10 lần. Đó là F0 á. Và các bạn cứ tính, cứ một người F0 là khoảng 10 người F1, thì nó nhân lên nữa là biết bao nhiêu. Và vì thế với chỉ thị 16 cộng, cho mình đây mới 16 thôi nhé, còn kia là 16 plus, thì các khu phố bị phong tỏa
hoàn cảnh của người dân nghèo trong thành phố thật đáng lo ngại. Trong thời điểm này, các nhóm thiện nguyện từ khắp nơi, từ các giáo phận trong cả nước, cố gắng chắt chiu từng bó rau, từng hạt gạo, gửi về chia sẻ với bà con trong cơn hoạn nạn. Nhưng cũng giống như tông đồ Andre thư với Chúa Giêsu, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mặt và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đó. Nhiều người đứng trước hoàn cảnh này cũng lo lắng cho sự thiếu thốn này. Anh chị em biết, bình thường á, thì ở thành phố Sài Gòn có khoảng hơn 200 cái chợ. Nếu tôi nhớ không lầm thì lớn nhỏ 234 cái. Nhưng mà bây giờ với phong tỏa, với cấm khách như thế này thì làm sao có thể cung cấp thức ăn cho hơn 12 triệu dân. Bây giờ với những cố gắng nhỏ nhoi của từng nhóm thiện nguyện thì thấm vào đâu cho ngần ấy người. Thế nhưng tôi nói với anh chị em, đừng ngại. Trong hoàn cảnh khó khăn này, bà con không có đòi hỏi phải được cung cấp như trong trường hợp bình thường. Bởi vì tục ngữ có nói, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cái chính là tấm lòng của chúng ta, cái sự ghi nhận, sự yêu thương chia sẻ, sự đồng cảm của chúng ta. Và anh chị em biết, bà con Sài Gòn quảng đại và thông cảm với nhau trong mọi hoàn cảnh. Anh chị em mà nghe các cha 30 tuổi có dịp phải xuống Sài Gòn để quyên góp xin xây dựng nhà thờ, làm những cái công trình, thì các ngài kể lại, từ những người già cho đến những người không quen biết, họ rất là quảng đại. Và ngay cả trong lúc này, bà con Sài Gòn vẫn sẵn sàng nhường cái phần mà mình đáng được hưởng cho những người túng thiếu hơn. Tôi thấy trên báo đăng có trường hợp của 4 mẹ con người Nghệ An đi làm ở Sài Gòn, Bình Dương. Đó là mới đi làm ở một thời gian thôi đó, mà đã có một cái ứng xử rất là đặc biệt. Bởi vì do hoàn cảnh dịch kéo dài, không thể đi làm được, thì 4 mẹ con quyết định đi về quê. Nhưng mà lúc này xe cộ cấm hết làm sao? 4 mẹ con mua 2 chiếc xe đạp để đạp về Nghệ An. Và đạp 10 ngày mới tới được Phan Rang à. Thì khi mà người ta biết được, thì những người đồng hương Nghệ An ở cái vùng Tháp Chàm Phan Rang, họ mới quyết định là giúp cho 4 mẹ con bằng cách mua vé tàu để cho 4 người đi về tới Nghệ An. Và đồng thời khi thấy tin tức đó trên Facebook thì nhiều người gửi tiền đến để giúp cho 4 mẹ con. Và khi người ta chuyển tiền đến thì bà mẹ nói sao? Không, tôi có người giúp về quê rồi. Hãy dùng cái số tiền này để giúp cho những người còn kẹt lại ở trong thành phố. Anh chị em thấy, cái lúc như thế này mà người ta vẫn sẵn sàng nhường cái phần mà người ta đáng được hưởng một cách hợp pháp. Ở trong giáo phận 30 thuộc của mình, thì dẫu cho tỉnh Bình Phước và một phần của tỉnh Đắk Lắk bị giãn cách theo chỉ thị 16, thì chúng ta cũng cố gắng chia sẻ với bà con theo khả năng khiêm tốn của mình. Bên cạnh Ban Caritas của giáo hội, các sư dòng Nữ Vương Hòa Bình, Ban Loan Báo Tin Mừng, anh chị em trong phong trào cuộc silo, mỗi người đang cố gắng sống tinh thần yêu thương chia sẻ này. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện xin Chúa ban cho cơn dịch mau chấm dứt. Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới có thể làm thay đổi cái hoàn cảnh trong lúc này. Xin Chúa bảo vệ những người trong tuyến đầu chống dịch, những bệnh nhân và gìn giữ mọi người trong bình an. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.